Ăn của thần kỳ và cái kết. Chua đã luôn. Ôi nhìn cái khung cảnh mới mưa xong ảm đạm dễ sợ luôn. Cóc nhái kêu kịp. Mấy bà kia kêu là hái khế ăn là nó đỡ khàn tiếng. Bà nào cũng được. Mấy bà trên TikTok á. Chợ có nguyên cái khế bự chảng luôn nè. Ừ. Khế này chín rồi. Ngọt nghiệp luôn á. Kiểu như em có lên mạng search rồi thì nó cũng ra cái quả thần kỳ, nó màu đỏ đỏ nhỏ nhỏ như là quả kỳ tử vậy đó. Thì nói chung nè, mai không có ăn quả đấy. Trời ơi. Loài hoa chỉ đẹp về đêm mà đâu có ai ngắm được đâu, tầm này mùa mưa rồi. Ơi nhà cảm giác như cách mưa lại thôi. Qua khổ quá. Của nhà cô hàng xóm nhưng mà hàng rào nhà mình phải đóng hơi á. Mấy nay mày thấy ngoài chợ bán cái quả đào này nhiều lắm luôn nè. Mà mày cứ nghĩ là không ngon mày không mua. Mà ngon nhau thơm. Chua chua ngọt ngọt, giòn nữa. Cái này mà chấm muối nữa thì ngon ha. Túm đi túm lại là hai túm nha. Túm lại là cái video đấy thì em đăng bên Made in Shop cơ, thì mọi người cũng biết là em có hai kênh mà. Made in Shop là cửa hàng chính, còn bình thường thì em hay livestream trên Mai là tên tớ, đúng không ạ? Thì quả đấy em ăn là quả tắc, mà đọc bình luận thì mấy chị bảo chứ không phải mấy chị đâu, mấy bạn bảo là ăn quả thần kỳ. Thì em không biết là trên đời này có quả thần kỳ không, thì em cũng đi em kiếm quả thần kỳ. Khi mà mình sật quả thần kỳ thì nó ra quả kỳ tử. Cái quả kỳ tử bé mà hay làm trà gừng á mọi người. Bộ đồ này mua chưa có gỡ mạc luôn. Mấy bữa nay em bị khàn tiếng, bị ho á. Đâu có làm video ăn bánh rồi ăn hạt mắc ca được đâu. Tại vì em sợ ngứa cổ. Thế là mấy bữa nay thèm bánh quá rồi. Mà tại vì bánh nhà em mix toàn hạt nhiều thôi. Cho mấy chị coi bánh bên em nè. Đây, hạt điều nha, hạt nhân nha, hạt bí, hạt mè, việt quất nè. Sau đó thì sẽ áo một lớp mật ong và nướng lên. Trời ơi, nghe cái mùi thèm ăn dễ sợ luôn á. Mà bây giờ ăn sợ ho. Nhưng mà thèm quá trời luôn á. Này mà chấm miếng sữa chua nữa nè. Thiệt luôn, hết hũ sữa chua luôn, hết hũ chấm luôn. Rồi mấy chị ăn bánh á, bấm vào trong cửa hàng nha. Mấy bữa nay em bận quá không có lên video bánh cho mọi người được. Để em rảnh em sẽ lên những cái tip chia sẻ mọi người mix với sữa chua hoặc là trái cây á. Ăn nó chiêu chiêu, ăn nó ngon đã lắm. Một túi này chín bánh nha. Ngon lắm luôn á. Bán hàng mà không ăn thì kỳ. Nhưng mà cũng thèm lắm. Mà tại vì mấy bữa nay bé bị ho mới chết ơi. Để xem hôm nay bà Duyên bày cho mình ăn cái gì ha. Nứa mạch lên men một cái. Ok tôi biết cái đó. Mắc ca 5 cái. Ok là cà chua 10 cái. Dữ nha, hơi bị no, 10 cái nhiều lắm luôn á. Củ cải xanh một cái. Gì có củ cải xanh. Hộ em cái. Rồi. Ok gái. Nứa mạch lên men một cái. Ê, mà nghe nói là khi mà nhiều bọt quá thì mình bỏ mấy hạt muối tây linh vô sẽ hết bọt đó mọi người. Ôi ghê chưa, có thiệt luôn nè, bỏ muối vô cái hết bọt liền luôn á. Mời bà một cái nha. Ngon.
Mắc ca 5 cái. Nay tôi khui khui hộp mới luôn ấy. Đây. Trên cái hộp á mọi người, mai có để một cái để đồ để khui mắc ca nha mọi người, mai để ngay trên đây luôn ấy. Trời. Nha mọi người, sẽ mấy cái đồ khui này mọi người khui hạt ra dễ lắm. Mọi người coi hạt của bên Mai nè, cực kỳ tròn, giòn và đều luôn nhé. Ăn thơm và đợt này hạt á, kiểu như cái độ già của hạt đạt chuẩn luôn. Nên là cái vị nó sẽ hơi ngọt ngọt một xíu, nói chung là ngon. Đủ 5 hạt rồi nha. Cà chua 10 cái, cà chua bi mà em này là thuộc típ nó cà chua gì mà cũng biến màu cam cam á. 10 cái đúng không? Mình sẽ chấm với chút xíu muối tôm nhé. Thật kỳ ngọt rồi á, mình chỉ chấm thêm cho nó đậm đà thôi à. Muối tôm thơm quá à. Cà chua khá là ngọt luôn á. Nha. Mai mua được mẹ cà chua ngọt quá. Qua đây quả thứ 6 mọi người. Trời ơi, đến một củ cải xanh mới khó nè. Đây, món cuối cùng, một củ cải xanh. Mọi người ơi, mọi người không làm khó được Mai đâu. Mình sẽ gọt vỏ và chấm muối nha. Đó, ok nha, Mai đã gọt vỏ được cái củ cải xanh rồi nè. Để chấm muối cho dễ ăn nhé. Cái thịt màu xanh luôn nha. Ô là trời, không nghe mùi cải nữa mà cực kỳ ngọt luôn mọi người. Bình thường mà mọi người ăn củ cải trắng á sẽ nghe hăng, còn em này không nghe mùi hăng luôn, giòn mà siêu ngọt luôn á mọi người. Cho mọi người nè. Đang suy nghĩ xem ăn nó giống như cái gì, tại vì rất là ngọt luôn. Cái thịt màu xanh ôm luôn và cực kỳ giòn, nó chỉ hơi vậy như nè, hơi cay một xíu xíu thôi, nhưng mà rất là giòn, rất là nhiều nước, mình cảm giác như là mình đang ăn củ xâm đất vậy á mọi người. Rồi, hoàn thành thử thách nha. Ngày mai ông bà muốn em ăn cái gì thì nhớ là comment xuống phía dưới. Và nếu như mà ông bà muốn thưởng thức hạt mắc ca này cũng như là muối tôm bên em á thì nhớ là bấm xuống giỏ hàng ngay phía dưới này nha. Bye bye mọi người. Tèn, đến giờ này nên bây giờ là tầm khoảng 9 giờ tối thì mình sẽ mời mọi người ăn một cái dĩa bàng non chấm với muối tôm nha.
Đây muối tôm đây mọi người ha. Mọi người muốn thưởng thức muối tôm bên Mai mới ra lò nóng hổi thì mọi người bấm vào giỏ hàng ngay phía này để mọi người mua nha. Trời ơi, tính ra mà mọi người có mã giảm giá và được miễn phí ship nữa thì mọi người mua một hũ muối tôm nè về mọi người chấm trái cây. Em đang suy nghĩ coi chắc còn rẻ hơn một ly trà sữa nữa. Đây em mời mọi người. Cái này khó chấm á mọi người nên là mình sẽ ngồi. Hạt muối rất là giòn nha mọi người. Chung là vị vừa phải.